Hello mọi người nha, thì ngày hôm nay, nhưng mà trước khi vào video này thì mình sẽ nhảy ba cái nha các bạn ơi. 1, 2, 3. Trời ơi, mình nhảy ba cái mà các bạn chưa bấm like nữa là buồn lắm luôn á nha. Ok mọi người, rồi bây giờ thì mình sẽ gọi là đi. Hôm nay mình sẽ vào từ tại nhà nha mọi người. Hôm nay mình phát hiện ra một số bạn kêu mình vào nhà này đi. Nói chung mấy cái nhà bắt cua các bạn này nó nhiều nhà bắt cua lạ lạ lắm. Mọi người nào nhà các bạn là hãy leo lên đến đỉnh. Ui, nhà bạn này mình thấy có cấu trúc độc lạ nhưng mà chỉ có 30 người vào thôi. Rồi như chung là cũng nhiều nhà gọi là bắt cua lắm. Nên chạy nhà bằng này để tháp vô cực này. Hình như nhà này vào chưa ta, ở như hồi bữa vào rồi sao mọi người à. Ủa cái nhà gì đây? Mình thấy cái nhà này có bắt cua vừa lạ lạ nhờ. Nhà nào nhờ, bắt cua upgrade đây này. Ui, nhiều nhà bắt cua thế này mà không vào. Này nhà hồi bữa vào nè. Cái nhà này hồi bữa vào chưa ta này nè. Cái này upgrade vào rồi, cái này vào chưa ta? Mình nhớ mang mang rồi vào chưa nhờ. Vào lại không ta mọi người? Bây giờ mình có vào lại nhà này không ta? Hình như mình cứ vào chưa nhờ. Mình cũng không nhớ lắm các bạn ạ. Hay là bây giờ mình sẽ gọi là vào cái nhà nào bạn nào trước nha. Tháp vô cực pha ke. Ok, mình sẽ vào tháp vô cực pha ke nha nhau như nào. Tháp vô cực pha ke với tháp vô cực riêu thì nó khác gì nhau? Đấy, thì đầu tiên thì tháp vô cực pha ke thì chắc là, nhưng mà trước mắt là mình nhìn cái map là bạn này là tháp vô cực thì bạn này say là pha ke là phá gì đây, tháp vô cực pha ke mới và pha ke cũng mới nữa mà. Phải cái thiệt chứ thứ gì chịu nổi các bạn ơi. Phải nồi. Ok, và đỡ coi thử tháp cực pha ke thì nó có gì mới. Nhưng mà trước khi vừa vào tháp cực pha ke thì bạn này xong tới đoạn này mình chưa bấm like nữa thôi là pha ke nha. Là không được nữa nha. Ok nha. Rồi, ok, hiện tại là mình mới vào là mình đập ngay vào mic mình cờ đỏ sao vàng. Vâng, bạn này xứng đáng cho 10 sao đi. Cờ đỏ sao vàng là cứ 10 sao luôn, hợp lý, bạn này yêu nước. Chứ đừng coi như khát nước là được rồi. Ok luôn, thì mới đầu thì bạn chủ nhà bạn này ngồi đây. Ui, bạn này là bạn này gọi là yêu thích rồi nhờ. Ok, bây giờ thì đỡ xem thử coi. Ủa cái gì đây? Ơi. À xong rồi rớt xuống luôn các bạn. Ok, thì bây giờ nhà này thì chúng ta sẽ có cái gì đây? Thì trước mắt là nhà này là chúng ta, nó bảo gì đây? Tháp vô cực canteen phòng khám. Tháp vô cực pha ke máy game. Ok, bây giờ mình sẽ chơi tháp vô cực bên này, mình sẽ qua bên này mình chơi. Đây. Nó có hai cái, một ủa cái này là nhà bếp, này là nhà bếp. Đây tháp vô cực bên này, cái này mà đúng nè. Ok luôn, bên này mà đúng nè. Bên này nó có hai cái tháp vô cực. Bây giờ mình sẽ chơi cái này trước nha các bạn. Rồi, ready. Rồi, ready là đi luôn. Rồi, ready là đi thử coi nào. Ôi, trời ơi, chưa điệp làm gì tôi lên, tôi chạm cái màu đỏ tôi bay màu bá rồi. Ngu người rồi. Qua đây nào. Đấy. Nhảy qua đây nào. Đấy, sợ mượt mà luôn, mượt chúng này mà không bấm like nữa thôi là buồn lắm luôn đấy. Nhiều bấm like đấy nha các bạn ạ. Rồi, nhảy qua đây nào. Ok, rồi sau đó là sao? Ủa, sau đó là nhảy qua đây hay lên đây vậy? Ủa, cái map gì đâu mà đọc lại mình bông vậy? Cái map thì tháp vô cực mình sẽ sát nhau là người ta nhầm người tưởng là nhảy qua bên kia như bạn kia. Ôi ôi, bạn kia bạn nhảy qua bên kia luôn rồi. Đó là cái map vô cực thứ hai bạn ơi. Chủ nhà sẽ bên này nè. Đấy, nhưng mà đúng này chắc là bạn kia gọi là lần đầu tiên leo tháp vô cực cái gì vào ngay cái nhà tháp vô cực phiên bản pha ke là tí nữa vào tháp vô cực riêu thấy nó lạ lạ hết cứu luôn. Hết cứu từ giờ rồi lên đây nào. Rồi lên trên này thì chúng ta sẽ ủa cái gì đấy tháp vô cực pha ke mà sao nó pha ke thế nhờ. Ôi giời ơi. Rồi qua đây. Rồi lên này mọi người ạ. Rồi tới cái này là chúng ta đụng mấy cái cục này. Ơ mấy cái cục này chúng ta nhảy tắt được không? Rồi nó không được, chủ nhà không cho nhảy tắt, ai cho. Rồi cái này nhảy tắt được không ta? Cái này không nhảy tắt được luôn. Ở đây phải đi đúng theo trình tự cái bạn ạ. Ai cha. Làm khó làm sao mà khó được. Cái này là giống cái map ra map màu hồng á. Đi ngang mấy cái thanh này các bạn. À, nói chung là pha ke mà. Chỉ là pha ke cho nên là nhìn không giống pha ke lắm ha. Thề mình leo tháp vô cực pha ke không giống pha ke. Còn mấy bạn mà xây tháp vô cực như bữa mình leo tháp vô cực các bạn xây đẹp lắm. Đấy, như xây như y chang như real luôn các bạn ạ. Rồi tới cái này luôn. Còn cái này là pha ke thôi, rồi xuống đây. À nhảy qua đây. À thế à. Ui ôi. Bạn chủ nhà này đúng là rất là yêu thích tháp vô cực nhưng mà cái trình độ xây nhà bạn này là hơi không được ok lắm nha. À, nhưng mà bạn này là rất là thích rồi, chắc là leo tháp vô cực nhiều lần lắm. Ôi, không biết có nhiều lần không, nhưng tôi thấy những cái map. Ủa sao map này lạ vậy, map này map nào vậy? Tháp vô cực nào đây, làm tháp vô cực làm gì có cái map này? Ủa, map mới hả, tháp vô cực level 2 hả? Tháp vô cực làm gì có cái vụ mà nhảy lên này, đây là upgrade hay gì đúng không? Cái này là upgrade hay gì đây, tháp vô cực cái gì ta? Vừa kết hợp tháp vô cực vừa kết hợp upgrade luôn à. Rồi, mình thấy là mình đã hoàn thành được một tháp. Để đi, ok, 2 phút. Vâng, mình thấy là mình đã hoàn thành rồi mọi người, bây giờ mình xuống mình chơi cái map tiếp theo nha bạn. Xuống tôi chơi cái map bên kia coi được coi map bên kia nó khác gì so với cái map bên này không nha.
Chứ mắt bên này mình thấy nó pha ke mà nó như không pha ke đấy các bạn, giống như ok luôn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nhảy qua đây. Ready. Rồi lên trên này, đây là tháp thứ hai nha mọi người, cái mắt thứ hai nha, mắt thứ một này, đây mắt thứ hai nè. Đường tắt nha, đường tắt nè, chủ nhà này có xây đường tắt luôn, y chang luôn. Ở đi đường tắt luôn chứ còn nhiều nữa. Bảo sao rồi ấy, ủa cái này nó có cái thanh mà sao giờ thay thành cái cục rồi bạn này, bạn chủ nhà này, bạn chủ nhà này hết kinh phí rồi cho nên thay đổi cái cục, hay thông cảm ha. Ok mình cũng thông cảm thôi chứ sao bây giờ. Ủa sao cái mắt này mỗi lần, ủa cái gì đấy, mình nhớ đi thẳng qua đây mà sao, à bên này hả, cái này là mắt nào ta, mắt này màu tím tím mà, như cái màu này màu vàng, màu một tím tím, nhưng mà cái màu này nó hơi to nha, hơi dễ chảy nè. Ok pha ke mà chứ đâu có phải real đâu. À, nói chung cũng tự tự gần giống thôi bạn. Cái này tôi nhớ nó có ba cục đỏ luôn, cái này chủ nhà xây một cục thôi chắc là tiết kiệm. Bạn này chắc hết hết nội thất xây đại mọi người ơi. Rồi cái màng màu đỏ đỏ bên này nè, cái màng này này. Cái màng này thì mình sẽ đi bên này luôn. À, để hết nội thất rồi mà tia đã gặp hết. Tia là tiết kiệm nội thất nhưng mà vẫn rất chi là đúng trình tự nha. Vâng, vẫn rất là y chang gần giống tháp vô cực luôn. Nhảy qua đây cẩn thận nha mọi người ơi. À. Rồi đụng mấy cục huyền vàng nữa, rồi ok nhảy lên đây. Đó, nhảy lên đây luôn. Ok, tiếp theo là cái màng nào đây? Cái màng nào, à cái màng màu nào nào đây? À cái màng kiểu như cái màng mấy cái ô hồng hồng này. À đây 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 đây, đây. Cái màng đây. Ủa sao mấy cái hô này nó hơi nó hở hở lên nhờ. Ồ mình sẽ nhảy qua đây mấy mọi người. Cái này mình không đi đường tắt được nha mọi người. Không biết mình đi được không nhưng mà thôi cứ đi đường cho nó chắc ha. Đấy, sợ trong này nó xây nó lỡ xe lắm cho nên là nhảy tắt hơi khó ha các bạn. Rồi nói chung là dù sao cũng qua rồi. Đó là tiếp theo. Cái màng tiếp theo là màng gì đây? Màng tiếp theo là cái màng màu này này á. À. Ê. Ui thế. Rớt ngay ngay cái chỗ này luôn, vãi đàn á. Rồi bây giờ chúng ta nhảy lên đây. Rồi đi lên trên này nè. Rồi qua trên này nè. Đấy, qua lên nè, qua lên nè. Đấy, rồi qua này. Ấy trời, quá được luôn các bạn ơi. Vào nhảy xuống đây. Nhảy vào đây, nhảy vào đây. À, cái này là y chang luôn. Ui ôi. Ôi ôi, tính ra bạn này gần tới đích mà còn cái xây cục đó làm gì, mình đi đường quyền luôn nha. Đấy, đi đường quyền luôn cho nó cháy nha. Rồi tăng độ khó cho game ơi. Trời ngon luôn, win 1 phút máy quá đã. Quá đã luôn. Rồi nhà bà này còn cái gì nữa không ta, còn cái tháp vô cực pha ke đâu không chứ tôi gì tôi chưa gì đâu, tôi thấy nó rất là pha ke rồi. Ok luôn, và bây giờ thì mình sẽ đi lại nha mọi người. Mình sẽ qua bên kia, hình như bên kia vẫn còn một cái gì đó bánh bánh này này, bên này bên này bên này bên này bên này bên một bên này các bạn ạ. Đây cái này là cái gì ta, finish start finish hoàn thành. Ủa cái này là cái gì, mấy cái bạn xếp hàng này là cái gì, mình có lên bảng không ta, mình chưa lên bảng các bạn ạ. Cái này là cái gì đó? Ok, bây giờ mình sẽ quay bên cầu trường bên này nha mọi người. 1, 2, 3, quá quá. Rồi cái gì đây? Giữ cửa đóng lên máng trượt ngắn, đợi ít nhất 30 giây mà đừng đi di chuyển, rồi mở cửa là bay. Vâng, ok. Cái này hồi xưa mình có xây một lần mọi người, cách đây khá là lâu, mình 2-3 năm rồi đấy. Ok, thì cái này là bạn này xây cái cầu trượt bay các bạn. Và bây giờ mình sẽ đứng đây mình đợi trong vòng 30 giây nha các bạn ạ. Bao nhiêu giây cũng được mà đợi coi thử bay tới đâu nha. Ủa tôi chưa mở cửa mà sao nó bay rồi, quá trời heo cái gì, thằng nào mở cửa bay, thằng nào chơi gì kì kì ấy, quá đạn chơi hơi lỡ mọi người ơi. Ok, và bây giờ là mình đã gọi là hoàn thành xong cái nhà của bạn này mọi người, bạn AC Ebum 2020. Wow, ui trời ơi. Ok bây giờ thì mình sẽ qua một cái nhà nào nữa nhẹ nhảy cá nữa nha các bạn ơi, cho nó cháy cháy nha. Nhà nào mà gì nó gọi là OSK nha. Ủa cái gì đây này, nhà này nhìn xịn xò thế. Vào luôn nha, vào luôn cho nó máu nha các bạn ạ. Chơi tháp vô cực. Cái gì đây, đang quay không kết bạn không chửi ok là sao, à là bạn này là không chửi nha. Ok rồi bây giờ thì mình đã vào nha bạn này. Bạn này là kiểu gì đây, tháp sau yêu bí dâu gì đây này, cho 10 sao trước khi chơi nhá, nhé không gì, cho 10 sao trước khi chơi nhé, không kick adu. Bây giờ adu bây giờ là mình phải cho 10 sao hả, còn không thì bị kick á. Phải thả 10 sao luôn, đỡ coi thôi bị kick không nha mọi người. Để mình không thả 10 sao thì có mình có bị kiếp không nha các bạn ạ. Đỡ coi nha, cho bạn này hù kinh quá. Bạn này chủ nhà này ngủ rồi. Bạn này chủ nhà này ngủ rồi, làm sao mà thấy mình cho bạn này thả tim này đấy. Bạn chủ nhà này ngủ rồi, làm sao mà thấy mình là mình kiếp được ấy. Rồi, cái gì đây, cái giường nằm luôn không? Mấy ông tháp cũng có giường nằm gớm nha. Ok rồi, mình nhảy luôn nha các bạn ơi. Rè đi. Qua đây. Ê, trời ơi, chưa gì mới cái mạng đầu tiên mà té ở đâu. Cái này nó không được rồi, mọi người ơi. Qua nào, qua đây. Qua đây. Ok, lên này. Lên này đấy. Qua bên đây nè, cái màn này quen lắm nha mọi người. Màn này quen lắm, màn màu xanh lá nhưng mà cái này là bạn nào bạn này cũng xanh nhưng mà xanh dương. Có nhưng mà cũng có lúc màu xanh cỏ các bạn ơi. Không hiểu luôn á. Rồi qua đây. Ok, nhảy lên đây. Ủa cái màn này màn nào ta thấy nó quen ha, cái màn một kia nhưng mà như vậy bạn này xây nó. Bạn này xây vào thêm mắm thêm muối vào cho nên nó hơi độc lạ bị bong hết ha. Đây à, rồi vậy đây luôn. Đấy, rất là mượt mà luôn. Ủa thế là mình đã hoàn thành được cái một màn đầu tiên à. Ơ
Thế là mình hoàn thành được rồi, 39 giây. Ok, thế là mình sẽ bây giờ mình sẽ ra bên cái map bên kia nha. Map bên kia như bên này nó cũng có một cái map này, này mọi người. Ơ đường tắt qua luôn này. Ôi trời ơi, bả đạt. Ôi đi luôn. Đi luôn, đi luôn. Cho 10 sao ạ. Chưa. Đó coi thử mình chưa cho cái bị kết đâu. Ủa bạn này sai cái gì đây? Trời ơi, đụng vô mấy cái này to hơn mình không được nhảy nha mọi người. Rồi bạn bị giúp ạ. Và bạn này nói chung bạn này cũng lịch sự thôi, cho này 10 sao đi. Nhưng mà thôi này 5 sao thôi. Đấy, trước tiên là thả từ từ thôi. Đấy. Mình hoàn thành được một tháp rồi, từ từ thôi. Cho bạn ghi cái bản kia hù không thể sao bị kích là hơi rén nha. Không thể sao bị kích là hơi rén các bạn ạ. Ừ rén thật đấy. Cái này đi được tắt được không lý. À, trời ơi. Đủ phiêu. Đủ phiêu. Hấu nào thật lý à. Thôi đi lại lại đừng tắt lên đây nè. Đói không nhẹ phao luôn mọi người ơi. Quá tuyệt vời luôn ha. Cái gì đây. Rồi đường màu xanh xanh này bạn này cũng anh ba. Ui bạn này phát hiện ra mình à. À, bạn này phát hiện ra mình các bạn ạ. À. Ôi trời bạn này biết mình ở trong này à. Ban nào chắc không phải mình đâu ha. Mình không phải ban đâu mọi người ơi. Mình là mình. Ok bây giờ mình sẽ đi lường tắt luôn nha mọi người ơi. Kết bạn với em hâm mộ lắm vãi đạn chứ. Nói nhỏ nhỏ thôi, nói to hết cả nhà biết hết trơn rồi còn gì nữa thôi mà cho bạn này 10 sao nè. Cho bạn này hết sao nè. Đấy, rồi lên trên này nha. Rồi nhảy qua đây. Rồi nhảy lên đây. Nhảy lên đây. Ok, nói chung là nhà bạn này đỡ coi thì sao như thế nào. Bắt cua, ôi dồi cái này cũng té nữa. Nhảy lên này, anh Ban ơi xuống đây em chụp hình nó từ từ đỡ nhảy phát cái hả. Không biết Ban nào chứ đâu phải mình đâu đúng không mọi người phải không ta. Chắc mình nghe mọi người chơi trong này chắc không ai đâu, nó giỡn giỡn thôi. Chơi tí nữa tôi sẽ sao tôi leo xong rồi tôi xuống nha. Ôi dồi tôi chạm vô đó không sao nè. Rồi lên luôn. Rồi lên đây từ từ chủ nhèo cứ bình tĩnh. Mình đang leo mà cứ chờ đi, đang họ leo xong rồi tôi xuống thôi nha. Chứ đừng có đuổi tôi xuống nha. Nhưng mà cái bản ghê ghê không hơi hơi kích hơi rén. Ok tiếp theo là cái màn nào đây. Cái màn nào mà đi qua đi lại đây. Quẹo đây. Gì ghê vậy. Rồi lên. Ok úp. Cái màn nào nhìn đọc lại miếng bông ấy nhờ. Xuống đây à. Á chà bạn này hay nha. Bạn này nói chung là hay thiết kế rồi là. Nhìn cũng là hay lắm nha bạn ơi. Rồi nhảy vào đây xuống đây. Rồi ok hoàn thành finish à. Nhưng mà mình không có kia rồi. Và thế là mình đã hoàn thành căn nhà của bạn Cát Tiên Bờ Ti. Vâng. Ui dồi ôi phải cả Bờ Ti à. Ok rồi bây giờ thì mình sẽ gọi là xuống chơi với bạn chủ nhà nha. Mà tại sao bạn chủ nhà phát hiện ra mình nhờ ảo ma tại đấy. Chủ nhà chắc là mình chưa thật tim cho nên là bạn chủ nhà phát hiện ra mình. Phải thì cái chứ rồi đâu chủ nhà đâu rồi. Mình sẽ đứng ở đây đây. Ui có cái gì đây, có kính viễn vọng gì đây. À vô đây ngủ hả, vô đây ngủ luôn hả. Ai à, vô đây nấp ngủ à. Phải cái vô đây ngủ luôn bạn ơi. Nhưng mà cái gì đây. Thì bà cho 10 sao trước khi cho tháp bất ngờ. Ok vãi đạn này chứ. Rồi ok mọi người ơi. Và hiện tại là mình đã hoàn thành cái nhà thứ hai rồi mọi người. Và gì đây trời ơi. Ok mọi người. Rồi bây giờ thì hình như là còn những căn nhà nào nữa. Nói chung cũng nhiều nhà lắm. Cũng nhiều nhà mình cũng chưa nhảy lắm nha mọi người. Mình vừa nhảy bằng nhà của bạn Cá Tiên xong. Hãy leo lên đỉnh. Cái nói chung là chơi tháp gì đây nè. Ui bách cua của cái nhà này thì to, cái nhà này như hay nhá. Chắc là bữa sau tôi vào nha. Bây giờ là chắc có lẽ là clip này khá là ok rồi. Nhà này hình như bữa vào chưa ta, hay là vào luôn nhờ. Vào luôn nhờ. Nhà này hay này. Nhà này mình ghim cái nhà này phát cái nào. Ui fan club đã đầy rồi vãi thật ấy. Ui vào luôn các bạn ơi, vào luôn nhảy luôn. Để coi xem vào xem như thế nào nha các bạn ơi. Đấy vào coi thử coi như thế nào nha mọi người ạ. Ok các bạn ha. Rồi thôi xong rồi. Giờ này lát thế, lâu quá các bạn ạ. Ai chà. Thôi xong rồi. Vào luôn. Ok, hình như cái nhà này hình như mình đã từng vào. Cảm giác như mình đã từng vào rồi mọi người ạ. Hình như cảm giác mình đã từng vào rồi. Ừ, mình thấy phong cách này. Cảm giác như mình từng vào hay sao ấy. Ok, cái gì mà clip sau mình sẽ gọi là leo thử cái nhà này lại cho mọi người xem nha. Nhưng mà hình như mình nghĩ là chủ nhà này đã xây những cái thiết kế nó lạ lạ rồi. Ok, cái gì clip sau mình sẽ gì đây. Clip sau, úp, mừng sao. À, bạn này là có mướn cái con này luôn à. Ghê rồi. À, sự kiện ra khi nào phải đạt. Ok thôi clip này mình quay hơi muộn cho nên bây giờ mình phải gọi là đang sớm mọi người xem. Chứ bây giờ quay lâu quá thì mình sẽ bị muộn các bạn ha. Ok bây giờ thì mình sẽ gọi là kết thúc clip này nha mọi người. Và cái nhà này mình sẽ gọi là leo những clip tiếp theo nha. Nếu mọi người muốn cho nên mọi người bấm like mạnh tay cho video này nha. Và còn bây giờ thì bye bye mọi người cùng mình clip tiếp theo. Bye bye, nhớ like và đăng ký kênh. Ờ nhưng mà phải đặc biệt nhớ đừng có xem vô đấy.